dở, không có tự tin. Em thấy không hay đó. Miệng không có đi theo cái lời luôn. Trịch nhịp quá. Em đánh giá cao luôn. Gì vậy? Hát cái gì vậy? Thương lắm mẹ ơi, con cá rô đồng thay về về đâu? Dòng lời nhỏ nước trôi xa xôi chốn phương nào? Dòng lời con nước trôi về xưa bao ngày còn nhớ. Thương lắm mẹ tôi, nơi mái trang nhà gốc lá cột xiêu. Xa cái quê hương. Mở cửa cho mẹ. Mở cửa cho mẹ. Ai xui chi con nước cho con cá rô lạc bầy. Cá rô lạc mẹ nay trôi vàng nơi miền quê xa. Giờ đây con lớn khôn mong sao báo quay gì gặp mẹ. Biết lời mà tay luôn. Mẹ luôn. Biết lời mà tay luôn. Mày luôn hả? Không nhớ lời. Dạy Trấn Thành dạy ngủ hả? Dạy ơi dạy 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 xinh lắm luôn á. Rồi hai cái ông bà trong đây lắc hoài cái nhà người ta sập đi. Mở lắc cái cửa ra à. Coi mẹ làm cái gì á, chổng không biết có nữa. Cái câu hát nhà cột vách siêu đó phải lắc cho cái nhà nó siêu dẻo. Nhỏ này ai mất ngủ á, ai mất ngủ kêu nó về ca ngon à. Thường á, các bạn để ý không? Tức là những cái bạn mà đến chương trình này mà hát dở đó là hay, trời ơi, cào làm, cào cấu làm ghê lắm. Nhưng mà em là cái người đầu tiên hát dở một cách điềm đạm. Tức là đứng im và hát nhẹ nhàng, mặc dù các anh các chị kia có cười như thế nào thì em vẫn tập trung em hát cái bài hát của mình. Kiểu mà chán đời nè. Các em đi hát vô nghề phải học hỏi cái bạn này. Dạ. Đây là cái cách hát mà để khán giả phải chú ý mình nè. Nó cứ bình tĩnh. Dạ. Nó hát thiệt nhỏ. Dạ. Nhỏ tới mức độ người ta không nghe được, người ta phải lắng tai nghe. Hiểu không? Là tất cả những cái gì là phải tập trung để nghe nó ca. Đúng. Đây là cách để mà chúng ta thu hút giỏi. Dạ, bây giờ em gái giới thiệu xem.
Em xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào các anh chị và tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Phạm Nguyên Nguyên, hiện tại em đang là sinh viên và mẫu ảnh. Hèn chiên bé xinh quá. Học trường gì con? Dạ, con học trường công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao, có lý do gì suốt từ đầu chương trình không chịu cười với bên anh Giang cái để anh thấy mình lạnh lùng quá, anh loại mình vậy? Đơn giản thôi, không ưa. Dạ không phải ạ, em là fan của anh Giang. Trời ơi Giang ơi, fan của em Giang ơi. Với anh thấy không? Tạo ấn tượng. Người yêu ta luôn làm ta đau, đúng chưa? Người mà lòng ta yêu nhất lại là người lòng ta đau. Cảm ơn em nha. Dạ em xin cảm ơn ạ. Ok, chào em.